Tôi xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với em Hoàng nhá. Và hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu sedan cực kỳ mạnh mẽ bền bỉ thuộc phân khúc hạng B. Đó chính là một chiếc Toyota Vios. Và chiếc xe này thì là phiên bản E mang số tự động. Và sản xuất năm bao nhiêu thì mời anh chị em chúng ta nhìn vào trong đây. Đấy, mới đét đèn đẹp là 2021 anh chị em nhá, lắp ráp tại Vĩnh Phúc. Đó. Ok anh chị em. Một chiếc xe mà nếu mà anh chị em biết dòng Toyota thì anh chị em sẽ hiểu ngay là những dòng xe của Toyota như là Innova, Vios hay là Fortuner đều nồi đồng cối đá như nhau anh chị em ạ, quá là bền luôn. Đấy. Ok, hệ thống đèn pha cốt anh chị em ở đây chúng ta sẽ được trang bị hệ thống halogen kèm với là projector anh chị em nhé. Đấy, nhưng mà điều khác biệt đó chính là cái đèn sương mù này này, cái đèn sương mù này anh chị em này, đó đã thành đèn LED rồi anh chị em nhé. Đấy, ok anh chị em. Đấy. Thiết kế mới của Vios thì cũng sẽ như là nhìn từ xa thì sẽ như kiểu như là chúng ta sẽ sinh ra từ chiếc Atis. Đấy, phần la răng cũng đã được thiết kế lại trẻ trung bắt mắt hơn anh chị em nhé. Đó, với cái dạng lốc xoáy đa chấu và kiểu phay xước anh chị em ạ. Gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa sơn theo màu xe. Đằng sau chúng ta sẽ có anten hình vây cắm mập. Đấy. Rất là đẹp anh chị em nhé. Ok. Đây là mức tiêu thụ của chiếc Toyota Vios. Toyota Vios sẽ được trang bị công nghệ đuôn VVTi máy 1.5 anh chị em ạ. Thế nên là nếu mà anh chị em đi đường trường nhiều thì đâu đó chỉ có hơn 4 lít trên 100 cây km thôi. Còn trong đô thị thì đâu đó 7 lít rưỡi, kết hợp thì đâu đó gần 6 lít. Nội thất thì từ trước đến nay thì riêng dòng Vios chỉ có màu kem thôi anh chị em ạ, màu kem hoặc màu xám đấy. Đó. Ở trong này thì vì là bản CVT nên là sẽ chỉ được trang bị hệ thống màn hình giải trí khoảng 7 inch, hệ thống điều hòa hoàn toàn bằng cơ. Vô lăng thì bọc da anh chị em nhé. Bản này tất nhiên thì sẽ chưa được trang bị cruise control rồi. Đó, chúng ta sẽ chưa có có cả hệ thống đèn pha cốt tự động rồi. Đấy, gạt mưa thì chưa được lên tự động thôi. Đấy. Các nút cơ bản khác như là hệ thống hỗ trợ lùi chuồng và cân bằng điện tử thì vẫn luôn luôn hiện diện trên những dòng xe Toyota. Hàng ghế sau phải nói là cực kỳ rộng rãi thoải mái. Đây là một trong những cái dòng xe mà đủ chúng ta yêu thích anh chị em ạ, yêu thích và là những cái dòng xe quốc dân chỉ dành riêng cho những người Việt Nam thôi anh chị em nhé. Đấy, ok anh chị em, chiếc xe này vừa mới cập bến showroom Vũng Tàu cao nên giá cả em sẽ anh chị em muốn biết chi tiết hơn và các chương trình ưu đãi thì cứ liên hệ luôn với em Hoàng nhé, số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em thôi. Tầm chắc là em Hoàng dự là khoảng hơn 400 một chút thôi anh chị em ạ, 2021 mà bản CVT nữa. Ok anh chị em, để trải nghiệm thực tế thì hãy đến với cả địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, thủ đô Hà Nội anh chị em nhé. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo.